Thank you.
Kết quả thi đấu chính là số 4. Trận chung kết năm nay đôi của vận động viên Hào Kiêu Hà và Phan Hoàng Đường Giang của tổng cục cảnh sát thắng đôi của Đoàn Vĩnh Phúc và Trần Đình Giang là Điện Tàu và Khánh Hòa với tỷ số 3-1.